Con đi, không biết. Đi. Phóng Sinh mặc đồ màu xanh mà không biết vì sao em mặc thành bộ đồ ngủ luôn à. Cái này hay quá, cái này lăn xả quá ha. Này đi nhanh về nhanh, đi nhanh về nhanh, con đừng làm phiền nha Hân ơi. Đi nhanh lại lại tiêu nảm. Come here, ẩm. Trời ơi, tình thương mến thương quá ha. Ngoan quá ha. Đi ngoan vậy mới dẫn đi được chứ. Mà để em coi Phóng Sinh cá đăng chuồng có mất nhiều thời gian của chúng ta hay không. Ủa đi, cái này em có mang theo điện thoại không vậy Đức? Cũng có luôn hả? Có chống nước được không? Cũng được mà, xài cái mới. Em bỏ vô trong thùng hả? Bỏ hũ, bỏ hũ. Không, điện thoại anh hư. Tên của quý vị mà, quý vị Phóng Sinh. Rồi cho vô luôn. Hồi mình đọc tên mình tới mấy cái đăng á, mình quy y 4 cái đăng là em quy y 4 lần. Vậy rồi nha. Lên đường. Lên đường thôi các anh em. Rồi. Nước đang rút. Cảnh đẹp quá ha. Kiếm cái chỗ ăn ăn ngồi đâu đây. Rồi. Ôi phim rồi đó.